Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà làm ra một bông hoa sáp thành phẩm như thế này. Đây là bộ nguyên liệu mình đặt mua của một chị ở trên Facebook. Có cái bộ nguyên liệu như thế này thì gồm 20 bông, cả cành, cả hoa, cả lá. Để làm được như thế này thì bộ nguyên liệu của nó là gồm có 3 lớp cành nhé. Và cành chia nhỏ như thế này để cố định giữa các hoa và đài hoa, nụ xốp, kẽm, lá hồng và cọ điểm. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Các bạn chuẩn bị cho mình một bát nước nhỏ như thế này. Đầu tiên thì các bạn lấy cành số 1. Cánh số 1 của hoa này thì gồm 4 cánh như thế này. Các bạn muốn cố định và đều cánh hoa thì các bạn lấy cành chia nhỏ này, cắm vào giữa. Sau đó mình cắm vào giữa nụ xốp như thế này. Đó, rất là chắc chắn. Các bạn để ý kỹ là 4 cánh của hoa của lớp số 1 trong này sẽ có 2 cánh chia như chẻ ra như thế này và một và hai cánh tròn. Các bạn làm thì đầu tiên các bạn sẽ lấy hai cánh tròn úp vào nhau, úp chéo lại. Sau đó các bạn lấy nước dính lại, các bạn lấy thật là ít nước nhé, vì cái này là nếu mà dùng nhiều nước thì nó sẽ bị tan chảy ra, vì đây là hoa sáp. Hai cánh tiếp theo các bạn chồng lên nhau, nhưng mà để cho hoa nở ra một tí, các bạn sẽ để cho nụ hoa ra một tí. Đó. Rồi các bạn lấy cánh số 2. Ở giữa có cái lỗ nha bạn nhé. Cánh hoa nào cũng vậy cả. Các bạn sẽ xếp chồng tất cả các cánh hoa lên nhau. Lớp cánh thứ 3 cũng vậy. Các bạn cũng xếp chồng các cánh hoa lên nhau như thế này. Rồi sau đó các bạn lấy cái đài hoa, các bạn gắn vào. Đây, vậy là xong một bông hoa của mình rồi. Rất là dễ. Tiếp theo thì mình lấy một cây kẽm, mình cắm hoa vào. Kẽm này dài 40 cm, bộ nguyên liệu của nó là kẽm này dài 40 cm. Các bạn cho lá vào. Cuối cùng là các bạn cho cỏ điểm vào. Đây vậy là được một bông hoa rồi. Các bạn tiếp tục làm cho đủ 20 bông hoa thì các bạn sẽ có được một bình hoa cắm hoa rất là đẹp. Các bình hoa thì các bạn mua, có thể mua ở các cửa hàng trang trí nội thất. Có một số loại bình hoa rất là đẹp, vì hoa này là hoa sáp mà nó có thiết kế giống hoa thật. Cho nên là các bạn cắm một bình như này vừa để được lâu mà lại vừa đẹp nữa. Xin chúc các bạn và thành công với mẫu hoa như thế này. Bộ nguyên liệu này thì mình cũng có bán ở trên Facebook. Và cái link Facebook của mình thì mình đã có gắn cái dán link ở dưới phần mô tả kênh của mình rồi. Nếu các bạn có nhu cầu mua thì các bạn liên hệ với mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.